Xin chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với anh em về dây AV VKPT đến từ hãng Germany nha nè. Made in Germany. Audio cable. Hai đầu kim loại nha anh em, có chức năng là siết lại nha anh em. Ta sẽ mở ra, cắm vào và sau đó thì ta sẽ siết lại nha. Đầu kim loại nha. Mỗi dây là dài 1 mét nha anh em. Hai dây một đôi. Dây to mềm dẻo nha anh em. VKPT 0144. VKPT Germany. Dây rất là xịn sò nha anh em. Một dây là đầu trắng, một dây là đầu đỏ nha. Mạ vàng sáng giới luôn nha anh em. Rất là dẻo nha. Nó sẽ có cái chiều của tín hiệu luôn nha anh em. Một đầu vô và một đầu ra nha. Rồi với dây AV VKPT đến từ hãng Germany của Đức nha, thì em sẽ bán với giá là 420.000 đồng. Giá cho bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Rồi, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Chơi đúc luôn nha anh em. Rất là xịn sò nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.